giờ mình sẽ làm cái món là mình chiên khoai môn trước, để chúng ta sẽ làm cái món xa gỏi mực khoai môn. Rồi chúng ta cho khoai môn vào chảo trong nồi dầu chúng ta chiên nha. Chiên tới khi mà khoai môn của chúng ta mềm thì thôi ha, giòn thôi ha mấy bạn. Ban đầu vô nó hơi mềm, mấy bạn đừng có đảo nha. Mấy bạn đảo khoai môn nó sẽ bị gãy hết á. Khoai môn chúng ta đã nguội rồi ha. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chiên tới mực. Mực này đơn giản, mấy bạn mua mực nang hoặc là mực ống cũng được mấy bạn về. Mấy bạn xẻ sạch sẽ ra, mấy bạn ướp với nước tương xong mấy bạn làm chiên. Mực cá thường mấy bạn chiên khoảng chừng 5 phút là mực chín à. Tại mực rất là nhanh chín nha mấy bạn. Chiên lâu quá mực sẽ quá bị quá dai. Rồi mực chúng ta đã chín rồi đó, chúng ta lấy ra. Rồi chúng ta chiên tới cái đầu nữa ha. Chiên luôn. Cái này đó, những cái bữa tiệc cuối tuần đó, mấy bạn làm cho gia đình ăn. Đây là một món gỏi lạ ha mấy bạn, rất là dễ ăn. Trong khi chờ mực nó nguội một chút xíu, mình cắt ra thì mình bắt đầu mình sẽ làm cái nước sốt để chèo trộn vô cái món gỏi của chúng ta. Thì trong đây chúng ta sẽ có là đây một muỗng ăn cơm giấm, một muỗng ăn cơm tương ớt, một muỗng ăn cơm đường, một muỗng cà phê nước mắm thôi. Rồi chúng ta khuấy đều lên, khuấy cho tan hết đường nha mấy bạn. Bạn nào mà muốn để lâu có sẵn á thì mấy bạn có thể là nấu, còn bạn nào muốn ăn liền thì mấy bạn có thể khuấy tan. Rồi chúng ta nếm thử xem có vừa khẩu vị với gia đình của chúng ta, gia đình của chúng ta chưa. Nếu như bạn nào thích ăn ngọt hơn thì có thể là tăng đường, bạn nào thích ăn chua hơn có thể tăng giấm. Rồi chúng ta để qua một bên, bắt đầu chúng ta sẽ cắt cái mực này ra nha mấy bạn. Sau khi chúng ta ấy xong thì bắt đầu chúng ta sẽ để lên một cái hết, chúng ta thấm cho mấy bạn ấy nó khô bớt đi cái phần nước tương cho nó sạch ha mấy bạn. Rồi khi cắt để cho cái miếng mực nó dày mà nó không bị dai, mấy bạn nghiêng dao đi. Rồi nhìn cái miếng mực có vẻ là lớn nhưng mà thật sự rất mỏng ha mấy bạn. Mình nghiêng dao đi mình cắt nè. Rồi chúng ta để mực lên đây. Rồi cái rau mực chúng ta cũng cắt làm 2, làm 3, chứ đừng để miếng lớn quá ha. Rồi trước khi trộn chúng ta đảo tiếp cái phần sốt của chúng ta lại một lần nữa cho thật tan cái phần rau củ vô đây. Chúng ta sẽ cho mực vô đây. Rồi chúng ta sẽ cho sốt vô đây. Rồi các bạn để ý nha, món này không có cho khoai môn vô trong đây trộn đâu mấy bạn. Rồi chúng ta trộn cho đều cái phần này lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một cái ô tô ra, mình lựa một cái hơi sâu lòng một chút xíu để chúng ta bỏ gỏi vô. Thì chúng ta xếp cái mực này và cái khoai môn vô đây nha mấy bạn. Rồi chúng ta để xuống. Rồi chúng ta dưới cái nước sốt lên. Khi chúng ta ăn thì chúng ta tới đâu chúng ta trộn tới đó nha mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần này lên đây. Rồi chúng ta cho vô đây một ít mè. Rồi món gỏi mực khoai môn của chúng ta đã xong hả mấy bạn. Đây là món gỏi mực với vị ăn lạ giòn bùi từ khoai môn, một chút xíu vị chua ngọt của tương ớt, giấm và đường, một chút xíu hòa quyện một chút xíu vị cay để kích vị, và mùi thơm từ húng lủi, hành tím, hành tây, ớt, cà rốt sẽ tạo cho chúng ta một món ăn gỏi rất là lạ và dễ ăn trong gia đình cho những ngày bữa cuối tuần thì còn hàng tuyệt vời hết mấy bạn.